cậu con. Nào cậu con ra ra để quay đấy nè. Khi mà anh bảo em đừng quay anh thì anh quay lên chỗ khác đi, chỗ tắt máy đi không? Để thả nó ra quay. Cứ quay đi thôi, đừng quay. Đó, đi ra chơi nè, tao quay phim, tao phim. Đó. Con chạy đi, chạy đi, chạy chơi đi. Được 1 tuổi chưa? Chưa. Chơi đi. Chơi đi. Ôi giời, sao lại nằm xuống đấy? Đi ra đây nào. Ăn gì đi con. Chơi. Không con ra đây. Đi vào chỗ để quay cọc bố nào, đừng có tắt máy nhá. Không con vào chỗ. Đây là cọc bố hả? Cọc bố đúng không? Đây cọc bố ra ngoài phim rồi, ngoài phim rồi. Còn ra đây chơi nè. Cọp cái nhà. Cọp ra đây. Nào. Bắt đầu cô lùi ra tí. Quay phim nào. Cọp cọp vừa, cọp vừa. Giỏi quá. Xuống. Cọp biểu diễn tiếp rồi. Giỏi nhỉ. Giỏi quá. Đừng có làm thế, nó tưởng đập nó cắn cho đấy. Giỏi nha, học giỏi nha. Giỏi nha, bắt đầu gốc cư tiếp là gốc cư. Nghe đăng. Nhìn cái mặt như đầu gấu vậy nhờ. Dương Minh Đế nhỉ. Cái mặt như đầu gấu của cái râu này. Trời ơi, sợ gặp gương không được. Phải tiến gần quá, phải đớp trúng chân ra thì sao? Này giữ khoảng cách chứ. Đứng ở đây thôi, đừng tiến gần nhá. Tao không được rồi, không được. Gặp giỏi. Bây giờ bạn cọp lên xe máy bên đạo, lên xe máy nào. Đi chơi. Cọp lên xe nào, lên xe. Giỏi quá nhỉ. Con đái lên xe. Con muốn đái quá. Chú hùng quá. Thì đi rửa xe đi. Cọp ơi. Cọp. Được mấy phút rồi? Dạ, 4 phút rồi. Rồi thế thôi, rồi tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo nhé. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.